Xin chào các em. Hôm nay cô sẽ giới thiệu chúng ta bài 22 Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Thì sau khi học bài 19, 20 và 21 thì chúng ta đã biết được thực quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam. Sau khi hoàn thành quá trình xâm lược Việt Nam thì thực dân Pháp đã tiến hành thiết lập chế độ bảo hộ cai trị trên đất nước ta và chúng đã tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta từ năm 1896 đến năm 1914. Vậy thì xã hội Việt Nam có những chuyển biến như thế nào về kinh tế, xã hội trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai? Cô xin lỗi, lần thứ nhất này. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của bài học hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bốn vấn đề chính của bài hôm nay. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu mục đích và nội dung cơ bản của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam. Thứ hai, đó là phân tích chuyển biến về kinh tế. Thứ ba, phân tích chuyển biến về xã hội. Và thứ tư, đó là đánh giá vị trí, vai trò của mỗi giai cấp, tầng lớp xã hội đối với cách mạng Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể từng nội dung. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất từ năm 1897 đến năm 1914 của thực dân Pháp của Việt Nam. Quan sát lên màn hình, chúng ta sẽ thấy hình của Paul Romer. Đây là một cái tên toàn quyền Đông Dương được Pháp cử sang tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai. Cô xin lỗi, lần thứ nhất ở Việt Nam. Vậy thì bối cảnh dẫn đến cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu. Đầu tiên, đó là năm 1897, Pháp cử Paul Romer sang làm toàn quyền ở Đông Dương để hoàn thiện bộ máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất này. Mục đích của cuộc khai thác thuộc địa này là gì? Đó là nhằm vơ vét tối đa sức người, sức của nhân dân Đông Dương để về phục vụ cho chính nước Pháp. Bởi lúc này nước Pháp đang tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và sau đó ở giai đoạn sau là chuẩn bị cho những cái tiềm lực kinh tế cho cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Chúng ta biết rằng chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra từ 1914 đến 1918. Chúng ta hãy quan sát lên màn hình. Đây là những hình ảnh gắn liền với dấu ấn của Ponome. Một, đó là hình ảnh của cầu Long Biên. Hai, đó là tuyến đường sắt. Đây, chúng ta sẽ thấy đó là tuyến đường sắt xuyên Đông Dương. Đây, ba, đó là Ponome đã cho nhập giống cây cao su, loài cây lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam để trồng. Thứ ba, thư đó là cho xây dựng cảng Hải Phòng, rồi là nhà máy điện Yên Phủ. Đó là những cái công trình gắn liền với Ponome khi sang làm toàn quyền ở Đông Dương. Chúng ta quan sát lên màn hình thì toàn quyền Đông Dương
Toàn quyền Đông Dương sẽ đứng đầu ở tất cả Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào và Campuchia. Thì toàn quyền đứng giữa Đông Dương sẽ đứng cả tất cả và có quyền hạn cao nhất ở khu vực Đông Dương. Ở dưới toàn quyền Đông Dương thì sẽ có bộ máy cấp kỳ. Sau dưới bộ máy cấp kỳ là đến bộ máy cấp đây, bộ máy cấp tỉnh cũng do Pháp nắm quyền. Bộ máy cấp kỳ và cấp tỉnh này đều do Pháp nắm quyền. Tiếp theo là bộ máy chính quyền cấp phủ huyện châu thì do người bản xứ ở Việt Nam thì sẽ do người Việt Nam, ở Lào hay ở Campuchia thì do Lào và Campuchia đứng đầu. Bộ máy chính quyền cấp làng xã cũng do người bản xứ nước đó đứng đầu. Đó là sơ đồ về tổ chức bộ máy cai trị của Pháp khi hoàn thành quá trình xâm lược Đông Dương. Nhớ cho cô là đứng đầu là toàn quyền Đông Dương. Và ở cấp kỳ và cấp tỉnh sẽ do người Pháp nắm quyền, còn cấp huyện và cấp xã thì sẽ do người bản xứ nắm quyền. Đó là tổ chức bộ máy cai trị. Chúng ta nhìn thấy cái tổ chức bộ máy cai trị này thì chúng ta sẽ nêu được nhận xét, đó là đây là một cái bộ máy cai trị nó chặt chẽ, hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương. Và người Pháp sẽ giữ các cái chức vụ quan trọng trong cái bộ máy này. Thực hiện chính sách đó là chia địa trị với hợp tác. Chia ở đi đây đó là chúng chia nhỏ ra để dễ bề cai trị như Việt Nam chúng ta. Cô hôm trước đã giới thiệu rồi. Chúng chia ra làm ba kỳ. Đó là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Kết hợp giữa tư bản Pháp và tay sai phong kiến để thống trị. Đó là cái bộ máy cai trị này. Chúng ta đến mục đích, lúc nãy cô nói mục đích là gì nhỉ? Đó là vơ vét sức người sức của nhân dân Đông Dương một cách tối đa nhất. Đấy, chúng ta nhìn lên màn hình, vơ vét, bóc lột, bù đắp cho chi phí chiến tranh xâm lược. Thăm dò thế mạnh thuộc địa của Việt Nam chúng ta. Thì đó là bối cảnh mục đích của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất từ năm 1897 đến năm 1914. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang mục nội dung của quá trình khai thác. Thì quá trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, Pháp thực hiện ở ba lĩnh vực chủ yếu. Đó là đầu tiên, đó là nông nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải. Về nông nghiệp thì chúng ta biết rằng thực dân Pháp đã thực hiện chính sách cướp đoạt ruộng đất của nhân dân ta. Lập các cái đồn điền trồng cà phê, chè, thuốc lá, cao su, vân vân. Về công nghiệp, Pháp đã thực hiện cuộc khai thác mà chủ yếu đó là khai thác mỏ than, thiếc, kẽm. Xây dựng một số công trình phục vụ nhu cầu tại chỗ như là các cái xưởng chế biến, sơ chế các cái loại nguyên liệu đã khai thác được ở Việt Nam, hoặc là nhà máy xay sạt lúa gạo để sơ chế qua rồi đưa về Pháp. Thứ ba, đó là giao thông vận tải. Thì về giao thông vận tải, Pháp đã chú trọng xây dựng hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, bến cảng. Mà mục đích của Pháp khi xây dựng giao thông vận tải này, đó là sẽ phục vụ cho nhu cầu vận chuyển nguyên liệu và mục đích quân sự.
Đó là ba nội dung chính của công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam. Nhớ cho cô kỹ, đó ba lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải. Hãy quan sát lên. Hãy quan sát lên màn hình. Chúng ta sẽ thấy một số hình ảnh. Hình số 1 này. Đây là hình ảnh Pháp cướp đoạt ruộng đất của nông dân Việt Nam để lập các đồn điền trồng chè, cà phê, cao su. Đây là một hình ảnh công trường than thời Pháp. Người đây là cái mỏ than Lù Thiên, và người dân đã Pháp đã bắt nhân dân chúng ta đi khai thác than, đổi than từ các cái hầm than ra biển bãi. Ở đây chúng ta sẽ thấy đó là hầm than thời Pháp. Chúng ta phải chui sâu vào trong các cái hầm này để gánh than, đổi than ra. Đây, hình ảnh người công nhân đang gánh than rồi đổi than từ trong hầm than ra. Với chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai này, chúng bóc lột sức lao động của nhân dân Đông Dương rất là thuận tiện. Chúng ta sẽ quan sát một số hình ảnh về giao thông vận tải thời kỳ này. Đây là cầu Long Biên được xây dựng vào năm 1901 ở Hà Nội, và cầu này đến nay vẫn còn tồn tại. Đây là ga Hà Nội được xây dựng vào năm 1900. Và thứ ba, đó là cầu Trường Tiền ở Huế được xây dựng vào năm 1899. Và đây là tuyến đường sắt xuyên Việt được xây dựng vào năm 1902. Nhớ cho cô, Pháp sang Việt Nam sạc xây dựng hệ thống giao thông. Nhưng mục đích của việc xây dựng hệ thống giao thông này đó là phục vụ cho công việc vận chuyển nguyên liệu và mục đích quân sự. Chúng ta quan sát lên màn hình cho cô. Đây là bảng thống kê cơ cấu kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ 19 và trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về kinh tế, cơ cấu kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ 19. Thì cuối thế kỷ 19, kinh tế Việt Nam đó là chúng ta hãy quan sát có nông nghiệp, có thủ công nghiệp và thương nghiệp. Nhưng thời kỳ này phương thức chủ yếu ở đây đó là sản xuất theo kiểu phong kiến, có nghĩa là làm nông nghiệp thì nông dân sản xuất ra sản phẩm thì sẽ nộp tô thuế cho nhà nước, hay là giai cấp địa chủ phong kiến sẽ bóc lột nông dân bằng tô và thuế, nộp bằng hiện vật. Thủ công nghiệp cũng vậy, thời kỳ này chưa có sự buôn bán trao đổi bằng tiền, chủ yếu là vật đổi vật. Thương nghiệp thì chủ yếu buôn bán trong nước, và như cô nói đó là chủ yếu là nội thương. Nhưng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, chúng ta sẽ thấy xuất hiện một ngoài những cái ngành nghề như là nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, thì xuất hiện thêm một số ngành nghề mới. Ngoài nông nghiệp này, công nghiệp, thương nghiệp thì xuất hiện thêm giao thông vận tải và ngân hàng. Đặc biệt thời kỳ này chúng ta thấy là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước được du nhập vào nước ta, và nó cùng song song tồn tại với phương thức sản xuất phong kiến ở thế kỷ thứ 19 này.
Thời kỳ này, phương thức sản xuất cơ bản chủ nghĩa là gì? Đó là lợi nhuận và trao đổi với nhau bằng tiền, tính bằng giá trị thặng dư, thì người ta gọi là phương thức sản xuất cơ bản chủ nghĩa. Đó là cơ cấu kinh tế Việt Nam ở hai kỳ giai đoạn chúng ta tìm hiểu, đó là cuối thế kỷ 19 và trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, chúng ta thấy xuất hiện hai ngành nghề mới, đó là giao thông vận tải và ngân hàng. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu tác động chuyển biến về kinh tế, hay nói cách khác đó là chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp nó tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam. Khi nhắc đến tác động, chúng ta sẽ nhắc đến hai tác động, đó là tác động tích cực và tác động tiêu cực. Thì về tích cực, chúng ta sẽ tìm hiểu có ba cái tác động tích cực chính như sau. Đó là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước được du nhập vào Việt Nam. Phương thức sản xuất này là gì? Đó là công nhân đi làm việc trong các nhà máy hầm mỏ sẽ được trả lương bằng tiền chứ không phải là hiện vật. Rồi, thành thị theo hướng hiện đại đã được ra đời. Chúng ta thấy đã xuất hiện nhiều thành thị hiện đại. Trước đây cả cái thành thị theo kiểu buôn bán sản xuất theo chua công trường thủ công phường hội, thì bây giờ thành thị theo kiểu châu Âu đã được ra đời như Hà Nội hay là Huế hay là Sài Gòn. Rồi cơ cấu kinh tế có sự thay đổi, xuất hiện nhiều lĩnh vực mới như cô vừa nói, đó là giao thông vận tải và ngân hàng. Còn tiêu cực, chúng ta cũng sẽ thấy cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động tiêu cực đến nền cơ cấu kinh tế của chúng ta. Đầu tiên, đó là nền kinh tế chúng ta vẫn là một nền kinh tế nhỏ lẻ, lạc hậu và phụ thuộc vào nền kinh tế Pháp. Nông dân thì bị cướp đoạt ruộng đất, không có đất để sản xuất. Nghề thủ công bị phá sản do bị thực dân Pháp chèn ép không thể phát triển được. Và cái công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp này, nó đã khai thác đi nguồn tài nguyên của chúng ta rất là nhiều, làm cho nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta bị cạn kiệt, kiệt quệ. Đó là những tác động tiêu cực của công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Đó là những chuyển biến về kinh tế. Chúng ta sẽ sang mục hai nhỏ, đó là những chuyển biến về xã hội. Vậy thì cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã làm cho xã hội nước ta có những biến đổi mạnh mẽ. Các giai cấp cũ trước đây đã tồn tại thì nay nó vẫn tồn tại nhưng nó đã bị phân hóa. Trước khi Pháp sang xâm lược, chúng ta có hai giai cấp chính, đó là địa chủ phong kiến và nông dân. Và địa chủ phong kiến đơn thuần sẽ bóc lột nông dân bằng tô và thuế. Thì khi Pháp sang xâm lược, đặc biệt trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất này, địa giai cấp địa chủ phong kiến lúc này không còn là một giai cấp nữa mà nó phân hóa thành hai. Một bộ phận địa chủ giàu được Pháp nâng đỡ thì làm tay sai cho Pháp, và sau này người ta gọi là đại địa chủ hay là địa chủ lớn. Bộ phận thứ hai là bộ phận địa chủ nhỏ hơn, kinh tế yếu hơn và bị thực dân Pháp chèn ép, cho nên cái bộ phận này ít nhiều có tinh thần dân tộc. Sở dĩ tại sao cô lại dùng cái chữ ít nhiều? Vì tư tưởng lập trường của bộ phận này không kiên định. Nếu như Pháp chèn ép thì
theo cách mạng, nhưng phạm cho một số quyền lợi thì có thể chấp pháp. Cho nên chúng ta có ít nhiều có tinh thần yêu nước. Còn nông dân, trước khi Pháp sang xâm lược thì người nông dân Việt Nam vốn dĩ họ đã rất là khổ, khổ cực. Và vì là siêu cao thuế nặng của địa chủ phong kiến. Nhưng khi Pháp sang xâm lược với chính sách khai thác thuộc địa, cướp ruộng đất của nông dân để lập các đồn điền, thì đời sống của người nông dân lại càng cực khổ hơn. Mất ruộng đất, thuế khóa nặng nề, và một số người họ bị mất ruộng đất, không có ruộng đất để canh tác, cho nên họ đã phải vào trong các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ của Pháp để làm việc. Và từ người nông dân họ đã trở thành một cái lực lượng, đó là công nhân. Và nông dân là một lực lượng lớn, chiếm 90% dân số của chúng ta lúc bấy giờ. Cho nên đây là một lực lượng to lớn tham gia cách mạng. Ngoài hai cái giai cấp, đó là địa chủ và nông dân, thì cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất này đã làm cho nước ta có những biến đổi, có nghĩa là xuất hiện các giai cấp mới trong xã hội. Chúng ta quan sát lên màn hình với cô. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản thành hình. Đó là ba giai cấp mới được hình thành trong cuộc khai thác này. Vậy thì ba giai cấp này có cái nguồn xuất thân như thế nào và họ có thái độ ra sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua bảng này. Đầu tiên đó là công nhân. Lúc nãy cô nói rồi, do một số nông dân vì tước đoạt ruộng đất, không có ruộng đất để làm, cho nên phải vào các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ để làm việc. Và từ nông dân họ đã trở thành công nhân. Cho nên nguồn gốc của công nhân Việt Nam đó là xuất thân từ nông dân. Và số lượng công nhân ngày càng tăng lên. Và bị thực dân Pháp bóc lột rất dã man. Công nhân Việt Nam có cái cuộc sống đó là làm việc trong cái môi trường khổ, độc hại, khổ cực. Đồng lương thì ít ỏi và bị thực dân Pháp đàn áp, đánh đập, dã man. Và người công nhân có cái cuộc sống rất khổ cực. Vậy thì với cái cuộc sống khổ cực này thì người nông dân đã có cái thái độ như thế nào? Lúc đầu người những giai cấp công nhân đấu tranh chủ yếu là đòi về quyền lợi kinh tế, như là tăng lương, giảm giờ làm, đòi cải thiện đời sống của công nhân. Và họ có tư tưởng, có tinh thần đấu tranh chống Pháp rất triệt để. Sở dĩ tại sao lại như vậy? Vì công nhân xuất thân từ nông dân, cho nên họ chịu nhiều tầng áp bức, phong kiến, tư sản, thực dân Pháp. Cho nên đấy là lực lượng chịu nhiều áp bức nhất, dẫn đến chúng ta thấy đây, đó là lực lượng lãnh đạo cách mạng. Vậy thì vì sao họ đã trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng? Thì lên lớp 12 chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về những cái chuyển biến xã hội trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai. Còn ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu như vậy thôi. Giai cấp tiếp theo là giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản họ là chủ các cái xí nghiệp, hầm mỏ, đồn điền, các cái chủ các cái hãng buôn, chủ thầu xây dựng, vân vân. Họ là tầng lớp giàu có và lợi ích của họ phụ thuộc vào Pháp. Cho nên tầng lớp tư sản lớn sẽ làm tay sai cho Pháp. Còn một phần nữa
là tư sản của Việt Nam chúng ta có tiềm lực kinh tế yếu hơn, địa vị chính trị chưa có, cho nên lúc này chưa tỏ thái độ rõ ràng. Có nghĩa là họ đang thăm dò thái độ của cả cách mạng lẫn Pháp. Pháp mà cho quyền lợi thì cũng sẵn sàng theo Pháp, và Việt Nam chúng ta cho quyền lợi sẵn sàng theo Việt Nam chúng ta. Đó là thái độ lập trường không kiên định. Tầng lớp thứ ba đó là tư sản thành thị, họ là tiểu thương, chủ những cái cơ sở sản xuất nhỏ, buôn bán nhỏ, rồi là công chức như là kế toán, thư ký, bác sĩ, luật sư, học sinh, sinh viên, nhà báo, vân vân. Đây là tầng lớp có học, nhưng cuộc sống của họ rất bấp bênh, bị khinh rẻ, chèn ép, nên đây là lực lượng rất là hăng hại đấu tranh. Đặc biệt là các cái luồng tư tưởng tiến bộ như là ở Trung Quốc có cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1900, cô xin lỗi, ở Trung Quốc có cái công cuộc cải cách, hay là ở Nhật Bản có công cuộc duy tân, thì những cái luồng tư tưởng đó được truyền vào Việt Nam, thì tầng lớp tư sản thành thị này là tầng lớp lần đầu tiên và truyền bá được vào Việt Nam chúng ta. Rất họ rất nhạy bén và hăng hái đấu tranh. Đây là cô đã phân tích nguồn gốc xuất thân của từng giai cấp mới xuất hiện trong cuộc khai thác thuộc địa và thái độ của từng giai cấp. Chúng ta sẽ thấy công nhân bị áp bức nên có thái độ đó là chống Pháp, chống phong kiến rất triệt để. Nhưng mà tư sản thì địa vị kinh tế chính trị có lệ thuộc vào triều đình và Pháp, cho nên chưa tỏ thái độ rõ ràng với cách mạng. Còn tiểu thương hay là tiểu tư sản thì có cuộc sống cũng khổ cực, bấp bênh, bị chèn ép, cho nên họ cũng là lực lượng của cách mạng, cũng là thái độ chính trị của họ. Chúng ta sẽ quan sát một số hình ảnh về công nhân, nông dân Việt Nam trong thời Pháp thuộc. Đây là hình ảnh người hai người nông dân đang kẹo cày. Họ bắt nông dân Việt Nam làm việc thay cho động vật. Chúng ta biết là kẹo cày là thường chúng ta dùng sức trâu, bò để kéo, thì bây giờ chúng sang cai trị, chúng đã dùng bắt người kéo rồi. Họ bắt nông dân Việt Nam chúng ta đi tạt nước cày lúa ở ngoài đồng. Đây là hình ảnh người nông dân Việt Nam. Còn đây là hình ảnh người công nhân đang làm việc trong một cái đồn điền cao su và bị thực dân Pháp chèn ép rất dã man, bóc lột cách thầm tề. Và người xưa có câu là cao su đi dễ khó về, khi đi trai trạng khi về bùng beo, hay là mỗi gốc cao su là một mảng người. Nông dân Việt Nam, công nhân Việt Nam làm việc rất vất vả trong các cái đồn điền cao su này. Đây là hình ảnh người công nhân Việt Nam đang làm việc trong hầm than của Pháp, đang gạnh than, người này thì đang đồi than để đưa ra bài tập kể cho Pháp. Vậy thì trong cái chuyển biến về xã hội này, chúng ta nhớ cho cô đó là ngoài hai cái giai cấp cũ là nông dân và địa chủ đã bị phân hóa rồi, thì xuất hiện ba giai cấp mới, đó là công nhân, tư sản, tiểu tư sản. Và khi Pháp sang xâm lược, đặc biệt là tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, thì đã làm cho xã hội Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc, dẫn đến trong xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn giữa tư sản, cô xin lỗi, mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản, mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến,
và mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. Và trong các cái mâu thuẫn kể trên thì mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp là mâu thuẫn lớn nhất, bao trùm nhất. Vậy thì với những cái chuyển biến về xã hội đó, với những mâu thuẫn xuất hiện đó thì đã làm cho đất nước chúng ta có sự chuyển biến, đó là có điều kiện cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo một xu hướng mới ở đầu thế kỷ 20. Và nếu như chúng ta tiết sau chúng ta học, chúng ta sẽ thấy đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam chúng ta sẽ xuất hiện một số xu hướng giải phóng dân tộc, như là xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh, xu hướng bạo động của Phan Bội Châu, đặc biệt là xu hướng cách mạng vô sản của Nguyễn Tất Thành. Chúng ta quan sát cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, nó đã dẫn đến những chuyển biến về kinh tế, đặc biệt là phương thức sản xuất cơ bản chủ nghĩa xã hội hiện ở Đông Dương nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng. Và những chuyển biến về kinh tế nó đã tác động làm cho xã hội có sự chuyển biến. Chuyển biến như thế nào chúng ta vừa tìm hiểu xong, đó là các giai cấp cũ tồn tại và bị phân hóa. Ngoài ra xuất hiện một số giai cấp mới. Những chuyển biến kinh tế sẽ tạo điều kiện cho cơ sở, đã tạo điều kiện bên trong như là cơ sở kinh tế và xã hội. Từ sự chuyển biến về kinh tế xã hội đã dẫn đến khuynh hướng chủ nghĩa mới như cô vừa giảng xong. Bây giờ chúng ta sẽ sang một phần, đó là phần luyện tập. Thì bây giờ cô cho hai chúng ta hai bảng thống kê, một bên là liệt kê về giai cấp nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản, công nhân, tiểu tư sản. Bên này đó là những cái nội dung tương ứng với các giai cấp này. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nông dân. Nông dân chúng ta lúc nãy tìm hiểu đó là có cuộc sống khổ cực vì cướp đoạt ruộng đất, vì chịu cảnh thuế khóa nặng nề, cho nên họ là lực lượng của cách mạng. Vậy thì chúng ta sẽ nổi vào đây. Địa chủ phong kiến chúng ta lúc nãy đã tìm hiểu đó là họ đã bị phân hóa thành hai, làm tay sai cho Pháp, trở nên giàu có, vân vân. Về tư sản thì đứng đầu là chủ nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, vân vân. Và họ là lực lượng chưa tỏ rõ thái độ. Đấy. Công nhân xuất thân từ nông dân, làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền, hầm mỏ và có tinh thần đấu tranh, là lực lượng của cách mạng. Còn tiểu tư sản hay còn gọi là thương sản thành thị ấy, thì đó là tiểu thương, tiểu sản xuất, vân vân, học sinh, sinh viên, trí thức. Bây giờ chúng ta sẽ sang một số câu hỏi trắc nghiệm. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào? Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án đó là khi đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự vào năm 1896 đến năm 1897 thì chúng khai thác thuộc địa. Câu thứ hai, người tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, cô lúc nãy có đưa ra cái hình ảnh của cái viên toàn quyền Đông Dương, đó là Bonnome. Câu thứ ba, chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào đâu? Thì lúc nãy cô đã nói đó là vào đâu nhỉ? Nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp và giao thông vận tải, máy móc.
chúng ta sang câu tiếp theo. Nét nổi bật trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đó là nét nổi bật: A. Cướp ruộng đất của lập đồn điền, xây dựng hệ thống giao thông để khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ Pháp, mở mang một số cảng biển để chuyên chở hàng hóa. Thế trong bốn đáp án này chúng ta sẽ thấy rằng cái nào cũng có, nhưng cái nổi bật nhất đó là chính sách gì? Cướp đoạt ruộng đất của nhân dân ta để lập các đồn điền. Câu thứ năm, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động đến xã hội Việt Nam như thế nào? Lúc này chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy tác động đó là ngoài hai cái giai cấp cũ đó là nông dân và địa chủ thì xuất hiện thêm ba giai cấp mới, đó là giai cấp công nhân, giai cấp gì, tư sản và tiểu tư sản. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ đâu? Lúc này cô nói là người nông dân vì tước đoạt ruộng đất, không có ruộng đất để sản xuất, họ vào nhà máy, xí nghiệp để sản xuất, từ đó họ trở thành công nhân. Cho nên công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ nông dân. Rồi, chúng ta sang câu thứ bảy. Hệ quả lớn nhất trong chính sách cai trị của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đó là hệ quả. Lúc này chúng ta sẽ tìm hiểu hai hệ quả đấy. Thì hệ quả lớn nhất đó là cơ cấu kinh tế ít nhiều có sự biến đổi, cơ cấu xã hội thì biến đổi sâu sắc. Qua công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước được du nhập vào Việt Nam? Chúng ta lúc này bài giảng cô đã giới thiệu cuối thế kỷ 19 thì phương thức sản xuất của chúng ta là phương thức sản xuất theo kiểu phong kiến, nhưng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất này thì phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã được du nhập vào Việt Nam chúng ta. Vậy thì chúng ta chọn đó là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam? Chúng thực hiện chính sách chia để trị hay là hợp tác? Mà Việt Nam chúng ta lúc này cũng gọi là chia ra làm ba kỳ đó: Trung kỳ, Bắc kỳ và Nam kỳ. Câu thứ 10. Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp chính, đó là giai cấp nào? Chúng ta biết là hai giai cấp chính đó là địa chủ, phong kiến và nông dân. Mục tiêu đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ 20 là gì? Họ chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế. Và câu thứ 12, Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta? Thì giai cấp đó là địa chủ, phong kiến. Thì trên đây cô vừa giới thiệu với chúng ta nội dung của bài 22. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam. Và cuộc khai thác này đó đã tác động như thế nào về kinh tế, xã hội Việt Nam? Thì cô đã giới thiệu và các bạn về ghi chép lại nội dung bài học đầy đủ cho cô. Ghi lại nội dung và câu trả lời của các câu hỏi trắc nghiệm. Tiếp sau cô sẽ kiểm tra vở và chuẩn bị nội dung bài mới cho cô. Chào các em.